Alo anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại nữa mới channel của mình. Và trong video hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game vừa cũ vừa mới anh em ạ. Đó là Ride the Block. Thì như nhưng mà anh em mà theo dõi kênh lâu rồi thì anh em đều biết là tầm khoảng năm ngoái thì mình đã bảo là mình sẽ nghỉ game này. Thì lý do là mình bận công việc ở ngoài đời anh em, nên là mình không có nhiều thời gian để dành cho mấy tựa game mà gầy như thế này. Thì sau khoảng thời gian thì cuối cùng mình đã quay trở lại tựa game này anh em ạ. Và tựa game có rất là nhiều thứ mới. Đấy. Và hiện tại mình đang cày những thứ mới cũng nhờ các anh em mà lúc trước xem video của mình này. Đấy, cũng nhờ mấy anh em này là hướng dẫn mình để quay lại tựa game này. Thì trong tương lai mình sẽ tiếp tục bắt đầu đi lại quay lại tựa game Ride the Block nha anh em. Nên là mong anh em sẽ ủng hộ. Ok, thì video này chỉ đơn giản là thông báo như thế thôi. Đấy, mà hiện tại mình đang cày con Joker Salon. Đấy, mà nghe nói là cái con này cày chua giả mang, nên là mình cũng đang dán cày anh em. Thế nha anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.